Phạm Xuân Ẩn, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1927, mất ngày 20 tháng 9 năm 2006. Tên thật Phạm Văn Thành là thiếu tướng tình báo của Việt Nam, có các biệt danh là X6, Trần Văn Trung hoặc Hai Trung. Ông làm nhà báo và phóng viên cho hãng tin Reuters, tạp chí Time và tờ báo New York Herald Tribune, là một tình báo hoạt động trong lòng địch. Đã làm tình báo thì đã rất nguy hiểm cho người dẫn thân vào con đường này, và vợ con họ cũng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ngày 15 tháng 1 năm 1976, ông được Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.